Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, vừa qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công điện về việc dừng các hoạt động dịch vụ nhà hàng ăn uống tại chỗ, tụ tập đông người. Sau thời gian đầu thực hiện còn chưa nghiêm chỉnh, đến nay theo ghi nhận, cơ bản các nhà hàng quán ăn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định này. 20 giờ 15 phút tối mùng 7 tháng 5, tại quán cơm Đức Tùng ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Đây là địa phương vừa phải thực hiện phong tỏa một công ty vì có ca dương tính đến làm việc. Dù đã được công an xã đến tuyên truyền nhắc nhở, nhưng quán ăn này vẫn mở cửa đón khách ăn uống tại chỗ. 5 giờ chiều nay các đồng chí công an xã mới báo cho em biết, cái này là sơ suất của bên em. Thì em xin phép là em nghỉ bây giờ và em sẽ đóng cửa. 20 giờ 30 phút tối mùng 7 tháng 5 tại khu vực chợ Yên Mỹ. Thì cái là cũng bao giờ từ mai giờ nghỉ mà và bây giờ thôi rồi Sau 3 ngày ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh xử phạt 107 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch 114 triệu đồng, đề nghị xử phạt 6 cơ sở kinh doanh hơn 60 triệu đồng. Riêng trong ngày 7 tháng 5, công an huyện Yên Mỹ đã kiểm tra xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 40 triệu đồng, trong đó có một quán bia bị xử phạt 15 triệu đồng. Theo ghi nhận cùng đoàn kiểm tra chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trong tối mùng 7 tháng 5 và trưa mùng 8 tháng 5, cơ bản các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định, không phục vụ khách ăn tại chỗ, chỉ phục vụ khách mua về. Một số trường hợp thực hiện chưa nghiêm như ở huyện Yên Mỹ trong tối mùng 7 tháng 5 đến nay cũng đã đóng cửa. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy định của các chủ nhà hàng, quán ăn, mỗi người dân cũng cần xác định ăn uống đông người nơi công cộng cũng là tiến gần hơn một bước đến với dịch COVID-19.